Hello, xin chào các bác đã quay trở lại với video của ngày hôm nay. Và hôm nay thì em sẽ quay lên cho các bác con i10 2016 bản sedan. Con xe này thì hôm trước có lên video mà mua xe trực tiếp ở tại nhà dân đấy. Đấy, video ở nhà dân luôn các bác nhé. Thì đây là một con xe mà mua trực tiếp chính chủ. Đấy, hồ sơ an ninh pháp lý đảm bảo. Và con xe này thì nó đi cũng còn khá là ít và xe cứng, thế nên là đi nó rất là bốc. Máy con xe này đi cực kỳ bốc luôn. Đấy, em có đi thử thì con xe này thì nhả nhẹ chân côn ra, để số nhả nhẹ chân côn ra đã lao đi rồi, xe rất bốc. Cái con xe màu trắng tư nhân chính chủ. Đấy, mua ở tại video mà các bác có thể xem là bác chủ xây nhà ấy, bác ấy xây con nhà 1.2 tỷ. Đấy, thì bác ấy phải bán xe, thì các bác có thể vào xem video đấy để xem mà lúc bọn em mua con xe này nó như thế nào. Đấy, còn đây là sau khi mà con xe đã về đến nơi và dọn dẹp xong. 2016 sedan bản đủ. Và giá của con xe này hiện tại thì đang là 265 triệu các bác nhé. 265 triệu là cả phần bao rút hồ sơ rồi. Thì bác nào có nhu cầu về con xe này thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại dưới màn hình hoặc đến ở tại salon để xem xe, test xe cũng như đi thử. Con xe này đảm bảo cho các bác là xe tư nhân chính chủ và là xe đẹp. Tổng thành phía bên ngoài màu trắng này. Đấy. Xe xước sát thì bọn em về cũng cho đi sơn tỉa một tí rồi. Còn đây là phía bên trong nội thất nguyên bản. Đây, bộ lăng tích hợp này. Ghế da này, trần nỉ bọc túi bóng này. Màn hình thì màn hình DVD. Để start top. Với những cái con xe mà nó đi ít thì các bác có thể nhìn qua về những cái phần như là để start top này, đây. Đấy, cái là phần này nó hay sờ đến nhất, thì những con xe nào đi nhiều người ta hay ấn vào đây. Thứ nhất là cái chỗ này nó bị đây bị trượt hết, nó mất hết cái chữ start top này đi. Thứ hai là những cái phần sơn diềm xung quanh này nó sẽ bị nổ. Nó trượt hết ra thành màu đen, những con xe này thì vẫn còn giữ được. Tất nhiên thì 2016 đến giờ thì nó cũng không thể nào mà đẹp toàn bộ được. Audio thì nó cũng hơn 10 vạn rồi. Nó không thể như những con xe đi lướt đời cao được. Một số cái thì nó cũng đã cũ theo năm tháng. Đây, mặt vô lăng này. Củ số này thì là nó bọc thêm cái da vào đây. Bọc thêm cái da vào đây thì bác nào không thích thì về chúng ta lột cái da này ra. Để củ số nguyên của nó. Để cái da này thì nó đỡ bị hỏng đầu của số. Đây, tem lịch cửa này. Với 2016 thì đánh giá đây là một con xe cứng, hoàn toàn không lỗi gì, máy móc gầm bệ tốt, xe đi cũng khá là bốc. Đây, các hướng điều hòa đây. Hệ thống lên xuống kính này. Nó đang nắng nên nhìn hơi khó một tí đấy. Ở chỗ này thì chốt cửa thì nó hơi mờ đi một tí rồi. 2016 bây giờ. Đấy. Còn lại thì những cái này thì vẫn còn nhìn rõ. Xem còn phần nào không này. Màn hình thì màn hình DVD, nhưng màn hình này thì có dấu hiệu là nhập nhèm rồi. Đang nhảy. Điều hòa mát. Bản sedan thì máy của nó lúc nào cũng là máy 1.2 rồi, đi qua hệ thống máy này. Giá thì là chỉ có 265 triệu và bao rút hồ sơ cho các bác. Xe lại xe màu trắng. Máy zin. Mười mấy vạn thì máy tất nhiên là máy zin ở đây. Đầu ốc của các bác có thể nhìn này. Ốc mặt máy này. Đấy, ốc chân máy này. Kiếp chỉ con này thì nguyên zin 100% luôn. Đấy, bác nào đến kiểm tra xe mà mất phân kiếp chỉ nào thì hoàn toàn bọn em sẽ chịu trách nhiệm và biếu các bác tiền đi về các bác nhá. Nếu mà mất kiếp chỉ. Đấy,
Còn một số cái thì là đời vì đời 2016 đến giờ 2023 rồi. Còn một số cái này nó chỉ bị cũ cũ cho 5 tháng thôi. Sau 5 tháng sử dụng thì nó hơi cũ cũ một tí, còn lại tổng thành là không, hoàn toàn không có lỗi gì hết. Bao rút hồ sơ an ninh pháp lý đảm bảo, với bác nào có nhu cầu con xe này thì có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại dưới màn hình hoặc đến ở tại salon để xem xe, test xe cũng như đi thử. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúng ta sẽ gặp lại nhau những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.